Sáng nay, ngành y tế Đà Nẵng tổ chức tiêm chủng mũi 2 vaccine AstraZeneca cho hơn 8.000 người đã được tiêm mũi 1 trong thời gian từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Theo đó, hơn 8.000 trường hợp này là các đối tượng ưu tiên theo quy định, bao gồm người làm việc tại các cơ sở y tế, bệnh viện, ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố và các quận huyện, nhân viên sân bay phục vụ chuyến nhập cảnh, lực lượng, phóng viên báo chí. Việc tiêm chủng mũi 2 sẽ được tiến hành từ hôm nay đến ngày 9 tháng 8 tại 17 điểm tiêm do ngành y tế thành phố tổ chức. Ngành y tế đã phối hợp với các địa phương bố trí các điểm tiêm phù hợp, đảm bảo tuân thủ quy định về giãn cách, đồng thời chuẩn bị trang thiết bị thực hiện khám sàng lọc cũng như xử lý sau tiêm chủng với các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm. Hiện nay, Sở Y tế thành phố cũng đang tổ chức tiêm chủng vaccine Moderna phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ cao, lực lượng tham gia phòng chống dịch và những người cung cấp dịch vụ thiết yếu.